và sau khi trước nhà của trung thu tuần ra chúng tôi đang trung đồng tôi sẽ thủ thông báo về chương trình ủng hộ như sau: ông Nguyễn Văn Mùi ở thôn Độc Lập ủng hộ 1 triệu đồng, thôn Hòa Bình 1 triệu đồng, thôn Độc Lập 1 triệu đồng, thôn Hành Trình 1 triệu đồng, ông Nữ Mạnh ở Hòa Bình 500.000 đồng, ủy ban nhân dân xã Thọ 500.000 đồng, chi hội phụ nữ thôn Hòa Bình 100.000 đồng, chi hội cựu chiến binh thôn Độc Lập 100.000, ông Nguyễn Văn Tư tỉnh thôn Hòa Bình.